Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc khóa thiền thực hành tứ niệm xứ trong vòng 10 ngày do sư hướng dẫn. Khóa thiền được tổ chức tại Thiền viện Phước Sơn, nơi Hòa Thượng Bụ Chánh làm viện chủ. Chủ đề của khóa thiền chính là sự nỗ lực vượt qua những sự căng thẳng và trầm cảm. Đến với khóa thiền này, sư hy vọng quý vị sẽ đạt được nhiều điều lợi ích. Và xin thưa với quý vị, sư luôn luôn mong mỏi là quý vị khi đến thì sẽ được hỗ trợ tốt nhất có thể, cho nên là ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho quý thiền sinh tất cả mọi điều kiện tốt nhất. Nếu như quý vị có cái khó khăn hoặc có nhu cầu gì thì quý vị có thể nói với ban tổ chức và ban tổ chức sẽ sắp xếp. Việc gì mà ban tổ chức không có sắp xếp được thì sẽ thông báo đến với sư và sư sẽ xem xét. Chính bởi vì lẽ đó, sư sẽ đặt ra những cái tiêu chuẩn và những cái yêu cầu và sư mong mỏi quý vị có thể làm theo. Những yêu cầu của sư nó không phải là để làm khó quý vị đâu, mà những yêu cầu của sư là để cho quý vị có được việc thực hành thiền được hiệu quả một cách tốt nhất. Nó bao gồm những cái quy định, nó bao gồm những sự hướng dẫn, và sư luôn mong mỏi là quý vị sẽ tuân thủ theo, rồi từ đó đó chúng ta đạt được những lợi ích. Xin lấy ví dụ như tất cả các cái điện thoại thì ban tổ chức sẽ thu lấy. Ban tổ chức thu để làm chi? Là để cho quý vị yên tâm thực hành, mình không bị quấy rầy bởi những ngoại cảnh từ bên ngoài, mình không bị quấy rầy bởi những cái phiền não. Cho nên sư không khuyến khích là chúng ta trốn rồi mình lén, rồi mình kiếm cớ rồi mình sử dụng điện thoại. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng, tâm của chúng ta bị lay động, rồi từ đó chúng ta không thực hành được. Việc thực hành của chúng ta sẽ không đem lại hiệu quả. Xin lấy ví dụ như chúng ta gọi điện về nhà, mà ở nhà đứa nhỏ nó khóc quá, nó nói con nhớ má quá, cháu nó nhớ bà ngoại quá, là mình khỏi hành thiền. Trong khi đó mình vắng 10 ngày này, thế giới nó vẫn quay như bình thường. Nó không chết đâu mà lo. Cho nên sư mong mỏi là quý vị hãy ráng nỗ lực và đè cái tâm mình lại. Chúng ta không cần phải lo lắng bên ngoài đâu. Đừng để tâm của mình bị đánh lừa nhé. Chúng ta cần phải thực hành nghiêm túc. Một là cho chính mình, và hai là cho những người xung quanh. Quý vị biết là cái phước chúng ta hành thiền nó rất là lớn. Nó lớn không thể tưởng tượng nổi. Phước lớn dữ lắm.
Chính bởi vì như vậy, việc tự thân chúng ta thực hành thiền đã đem lại nhiều phước báo, huống chi là mình tạo điều kiện để cho người khác cũng thực hành thiền. Cho nên cái trong khóa tu, việc thực hành tốt của mình giúp cho chính mình và giúp cho những người xung quanh, phước nó lớn nhiều. Ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói đó, có hai hạng người này các tỷ kheo, là hạng người tốt và hạng người trên cả người tốt. Thế nào là hạng người tốt? Tức là hạng người tự mình bố thí, giữ giới, hành thiền, thì đó là hạng người tốt. Thế nào là hạng người trên cả người tốt? Là những người tự mình bố thí, giữ giới, hành thiền mà còn giúp cho người khác bố thí, giữ giới, hành thiền, thì đó là hạng người trên cả người tốt. Cho nên sư rất mong mỏi trong khóa tu này chúng ta sẽ là những người trên cả người tốt. Sư tin là quý vị đã rất nỗ lực để có thể thu xếp được một cái kỳ nghỉ 10 ngày. Mình phải sắp xếp công việc nè, mình phải sắp xếp gia đình, mình phải sắp xếp rất nhiều thứ để chúng ta có được 10 ngày. Sư tin chắc là không ai trong số chúng ta nỗ lực 10 ngày như vậy để mà làm biếng, đúng không? Nếu như mình muốn hưởng thụ á, mình xin 10 ngày đó mình đi du lịch, mình xin 10 ngày đó mình đi nghỉ dưỡng, chứ đâu có ai xin 10 ngày đi tham gia khóa thiền chứ. Cho nên sư tin là quý vị đến đây tham dự 10 ngày không phải nhằm mục đích để chơi bời, và cũng không phải nhằm mục đích để lười biếng. Tuy nhiên cái tánh phàm nó vẫn còn, tức là những cái thói quen ở ngoài đời nó vẫn còn, cho nên là chúng ta rất là khó để có thể rèn luyện mình theo cái nề nếp của khóa tu. Thành ra 10 ngày này là 10 ngày chiến thắng chính mình, chinh phục chính mình. Trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn nói người chiến thắng cả 100.000 quân địch không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến thắng vẻ vang nhất. Thành ra sư mong mỏi là chúng ta vào đây với sự hướng dẫn của sư thì chúng ta sẽ chiến thắng được chính mình. Quý vị biết là sư nghe Hòa Thượng Bửu Chánh cách đây nhiều năm rồi. Sư nghe Hòa Thượng nói mà sư khi nghe thì rất là cười rất là thoải mái, nhưng mà nghe xong ngẫm lại thấy có lý. Hòa Thượng nói ở đây không phải là cái thiền viện, đây là cái bệnh viện. Và chúng ta không phải là thiền sinh, chúng ta là bệnh nhân. Chúng ta vào đây để chúng ta chữa lành cái tâm của mình. Tâm của chúng ta nó đã bị tổn thương, nó có vấn đề từ rất nhiều, rất lâu rồi mà chúng ta không để ý. Chúng ta cứ chạy theo các dục thôi, rồi từ đó chúng ta đau khổ. Chúng ta vào đây, xin thưa, quỳ dưới chân Phật. Những người quỳ dưới chân Phật ai cũng có phiền não. Mình không có phiền não mình đâu quỳ dưới chân Phật chứ. Thành ra vào đây là chúng ta chữa bệnh cho chính mình, chúng ta giải quyết phiền não của chính mình. Cho nên chúng ta là những người bệnh nhân. Mà quý vị biết một người bệnh khi đi vào trong bệnh viện, cái việc đầu tiên của họ là gì? Khai bệnh, phải thành thật với bác sĩ.
thì bác sĩ mới biết mình bị bệnh gì. Chứ không thể nào mình đau bụng mà mình nói thôi đau bụng xấu hổ quá, đau bụng mà đi bị Tào Tháo lược 7 ngày trời mà nó đứng không nổi, nó xấu hổ quá, biết là bệnh, vô bệnh viện bác sĩ hỏi làm sao nó, thì mình nói thôi bác sĩ tự đoán đi, là bác sĩ chịu thua nghe. Mình lỡ đau bụng tiêu chảy 7 ngày thì phải nói với bác sĩ dạ tôi đau bụng tiêu chảy 7 ngày. Chứ mình không thể nào nói cái chỗ bác sĩ là học vấn cao rồi ba cái dơ bẩn đó nó tầm thường quá, nói sợ nó xấu hổ thì không có. Bác sĩ là người sinh ra để lắng nghe mấy cái đó. Mình phải thành thật với bác sĩ thì bác sĩ mới chữa bệnh được. Quý vị cũng vậy. Khi chúng ta đến đây, các vấn đề của nội tâm mình, chúng ta cần phải thành thật. Cụ thể là thành thật với sư thì sư mới có phương pháp hướng dẫn quý vị được. Chứ còn mà mình giấu bệnh là sư chịu thua. Bởi vì mỗi một vấn đề sẽ có phương pháp thực hành khác nhau. Ngay cả cái chuyện đi, đứng, nằm, ngồi cũng hãy thành thật với chính mình. Không cần phải diễn để nó giống người khác. Thì qua đó, sư mới biết được quý vị như thế nào để mà sư hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi khai bệnh rồi đó, thì bác sĩ sẽ làm gì? Chẩn bệnh, cho thuốc và hướng dẫn, đúng không? Bác sĩ sẽ nói là bây giờ mình với cái bệnh như thế này nè, mình cần phải dùng những cái viên thuốc này, rồi có những thứ mình phải kiêng, có những thứ mình phải làm. Ví dụ như cần phải kiêng đồ ăn dầu mỡ chẳng hạn, cần phải bỏ thuốc lá, cần phải bỏ rượu. Rồi bên cạnh việc uống thuốc đều đặn á, thì mình còn cần phải tập thể dục. Thì khi mà chúng ta nghe lời bác sĩ, chúng ta mới hết bệnh được. Chứ không thể nào mà bác sĩ nói kêu mình bỏ rượu đi, bỏ hút thuốc đi, mình cãi bác sĩ, mình nói không được bác sĩ ơi, một ngày tôi hút 2 gói, bây giờ bác sĩ kêu tôi bỏ, làm sao tôi bỏ. Một ngày tôi uống cũng phải là 2 lít rượu, là nhậu từ sáng tới tối, bây giờ bác sĩ kêu bỏ, sao tôi bỏ. Thôi bây giờ bác sĩ cho tôi cái thuốc gì đó mà tôi không bỏ thuốc, tôi không bỏ rượu mà tôi vẫn hết bệnh. Lúc đó bác sĩ chịu thua. Nghe. Cũng vậy, khi mà quý vị đến đây nhận được sự hướng dẫn của sư, sư cũng sẽ cho quý vị những viên thuốc. Đó là gì? Là phương pháp thực hành. Chúng ta phải thực hành đều đặn, cũng giống như việc chúng ta phải uống thuốc đều đặn vậy nha. Việc đầu tiên là chúng ta cần thực hành đều đặn theo sự hướng dẫn của sư. Chứ không thể nào mà mình nói thôi tôi vô đây tôi mượn chỗ thôi, còn tôi thực hành theo cái phương pháp của tôi, thì sư chịu thua. Giống như bác sĩ cho thuốc, nói không, tôi không thích uống thuốc bác sĩ, tôi thích uống thuốc người khác. Ủa vậy vô bệnh viện làm chi? Hả? Vô gặp bác sĩ làm chi? Cũng vậy, sư là người chịu trách nhiệm hướng dẫn phương pháp thiền cho quý vị. Thì quý vị cần phải thực hành đúng theo sự hướng dẫn của sư. Các phương pháp thực hành khác, nếu như quý vị có trước đó, vui lòng đóng gói để qua một bên, đừng để lẫn lộn nghe, đừng để lẫn lộn, để qua một bên lắng nghe sự hướng dẫn của sư. Sư là người chịu trách nhiệm hướng dẫn quý vị. Và đương nhiên là ở trong khóa thiền thì đôi lúc sư sẽ thỉnh giảng, hoặc
là quý vị đi ra ngoài đường ấy, tại vì thiền viện đông, rất là đông, ra thì gặp thiền sinh này, gặp thiền sinh kia, gặp vị sư này, gặp vị sư kia. Nếu như các vị ấy có hướng dẫn thiền cho quý vị thì vui lòng nhớ giùm, ông sư Hạnh Tuệ là người chịu trách nhiệm. Còn mình ra ngoài mình uống thuốc tầm bậy là mình ráng chịu nghe. Nhớ, tất cả những người khác có nói cái gì thì để qua một bên, thực hành đúng theo phương pháp của sư. Rồi sau khi kết thúc khóa thiền ấy, quý vị muốn thực hành trên trời dưới đất gì là chuyện cá nhân của quý vị, tại khi đó là xong chuyện rồi. Còn trong khóa thiền thì ráng theo sự hướng dẫn của sư. Sư ráng hết sức có thể giúp cho quý vị, thì mình hãy để qua một bên những thói quen xưa cũ, nhớ cái chuyện đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái gì sư kêu quý vị không nên làm thì mình hãy ráng bỏ. Những cái gì mà sư kêu quý vị nên làm thì quý vị hãy ráng làm. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì sẽ gặp riêng sư để sư giải quyết. Ví dụ như theo thời khóa đó, thì buổi sáng là 4 giờ tới 5 giờ rưỡi sẽ đi thiền. Quý vị sẽ thức vào lúc 3 giờ rưỡi. Sư biết là cái chuyện mình thức lúc 3 giờ rưỡi nó sẽ khá là khó khăn cho những người mới. Hãy ráng đi, ráng chừng vài ngày là mình quen à. Mấy ngày đầu mình còn khó, chứ mấy ngày sau mình sẽ quen. Từ 4 giờ cho tới 5 giờ rưỡi là thời gian đi thiền. Và trong thời gian đó sư không chấp nhận việc ngồi thiền. Đây là yêu cầu của sư. Quý vị hãy ráng thực hành thêm. Trừ một số vị lớn tuổi gần tháp xa chùa đi không nổi, thì khi đó gặp riêng sư thì sư sẽ cho ngồi. Còn mình còn khỏe, còn đi được thì hãy đi thiền. Có lý do hết. Tại sao? Cái giấc mà 4 giờ tới 5 giờ rưỡi là cái giấc buồn ngủ dữ lắm. Mình phải chiến thắng cơn buồn ngủ. Mà giờ đó mình ngồi là mình chỉ có ngủ lén thôi. Ngồi thế nào cũng gục. Sư đảm bảo là ngồi giờ đó là sẽ gục. Cho nên sư mới cho quý vị đi thiền. Thành ra giờ đó là giờ đi thiền. Thì đại loại như thế. Những cái đó là những cái sư hướng dẫn. Cái gì sư kêu làm thì hãy làm. Cái gì mà sư kêu không nên làm thì đừng làm. Nếu quý vị thắc mắc thì có thể hỏi sư. Tuy nhiên sư biết là cái tánh mình còn phàm, cho nên là mình đôi khi mình sẽ không có theo kịp. Thì sẽ có những bạn hộ thiền giúp đỡ mình. Thí dụ như trong cái quy định á, khi quý vị đi vào, sư có cho ban tổ chức phát cho mỗi người một cuốn sổ, một cái bút cầm theo bên mình. Bởi vì kể từ thời điểm này, chúng ta tịnh khẩu. Sư không bắt quý vị làm giống như người câm, nhưng chúng ta hạn chế tối đa nhất có thể. Cái quyển sổ và cái viết đó, để chi? Có việc gì cần ghi ra đưa ban tổ chức, ban tổ chức giải quyết.
quý vị với nhau có việc gì mình ghi ra, hạn chế tối đa cái việc là mình phải mở miệng. Và quý vị có thấy cái bảng ghi ở trên cửa không? Cái tịnh khẩu nó còn ở mức độ là không giao tiếp bằng mắt và không có quơ ra hiệu dấu, không cần thiết. Tuy nhiên có những cái mình vẫn cần, thí dụ như toilet hết giấy rồi, hoặc là trong toilet không có xà bông, đại loại như vậy thì vẫn được chứ không ai cấm. Nhưng tinh thần chung là chúng ta cần phải giữ tịnh khẩu. Nhớ giùm sư cái chuyện đó, để giúp cho mình và giúp cho người khác. Và sư lưu ý cho quý thiền sinh là chúng ta không dùng bất kỳ chất kích thích hoặc gây nghiện nào, bao gồm cả thuốc lá. Cho nên những ai mà lỡ nghiện thuốc thì ráng nhịn trong 10 ngày. Còn nếu như mình nhịn không được thì chắc có lẽ là mình sẽ cần phải kiếm khóa thiền khác phù hợp hơn. Còn tham dự khóa thiền của sư là chúng ta nói không với thuốc lá và tất cả các loại chất kích thích. Và ngày hôm nay quý vị ngồi ở đây đó, thì mình xác định cái chỗ của mình. Ban tổ chức có phát cho chúng ta cái bảng số thứ tự á, mình dán lên trên cái chỗ của mình. Và từ đó mình ngồi cho đến hết khóa thiền, để mình xác định chỗ của mình, nó không có ngồi lẫn lộn. Cái bồ đoàn tọa cụ á, mình giữ riêng cho mình. Chứ còn để ngồi chung lộn xộn thì nhiều khi người ta ngại. Những cái thẻ đeo mà ban tổ chức đưa cho quý vị tất cả đều có rồi, vui lòng đeo thẻ khi mà đi vào ở trong khu vực thiền đường. Tất cả những ai không có thẻ đều sẽ không được vào. Thành ra nếu quý vị quên thẻ thì quý vị sẽ phải đi về để lấy thẻ. Ngay cả giờ ăn cũng thế nha, xếp hàng để ăn là phải đeo thẻ, đi vào trong khu vực thiền đường là phải đeo thẻ. Nhớ giữ gìn cái thẻ của mình. Thì khi mà quý vị đi vào á, thì ban tổ chức có tặng cho mỗi người một cái chai nước. Cái chai nước đó mình giữ gìn và mình sẽ rót vào trong cái cốc. Một chút chưa phát thì một chút nữa sẽ phát cho quý vị một cái cốc, mỗi người một cái cốc, để chúng ta giữ vệ sinh. Tại đôi khi cái cốc của mình thì mình rửa, còn cái cốc chung không biết bao nhiêu người uống, rồi cái nước bọt rồi nó dơ bẩn, nhiều người ngại dùng cốc chung. Cho nên là mỗi người sẽ có một cái cốc riêng. Ban tổ chức sẽ tặng cho quý vị mỗi người một cốc riêng. Và cái chai nhựa là cái chai để cho quý vị hứng nước. Nhớ, khi vào thiền đường chúng ta chỉ dùng chai nhựa hứng nước đi vào. Không nên đem những cái bình giữ nhiệt. Tại vì sao? Bởi vì bình giữ nhiệt á, nó bằng sắt hoặc bằng kim loại, để lên đặt xuống nó ồn, nó ảnh hưởng những vị kế bên. Hoặc lỡ mình có làm rớt, nó đổ, nó lăn, nó sẽ phát ra tiếng ồn. Cho nên là các bình giữ nhiệt vui lòng chỉ để trong cốc của mình thôi, trong chỗ ở của mình. Còn khi đi vào thiền đường thì đem cái chai nước này đi vào. Nếu quý vị muốn hứng nước sôi thì chúng ta đã có cái cốc bằng tre. Cốc tre có thể hứng nước sôi, nước nóng ở ngoài trước. Lưu ý giùm sư về vấn đề này. Và khi mà trình pháp, nhớ chúng ta hành thiền là cho riêng mình. Quý vị đến đây là để thực hành thiền dưới sự hướng dẫn của sư,
Chứ chúng ta đến đây không phải để hướng dẫn người khác thực hành thiền. Đúng không? Cho nên khi trình pháp thì chỉ trình với sư thôi, không cần phải trình với bạn đồng tu của mình để bạn đồng tu hướng dẫn mình thực hành thiền. Bởi vì sư là người chịu trách nhiệm hướng dẫn quý vị. Kẹt nhất á, là mình nghe bạn hướng dẫn mà bạn học ở đâu, tu ở đâu không biết, tu có được không hay là tu cái gì mình không biết cái gì hết, mà bạn ở gần mình nằm kế bên nghe mình nói rồi thì hướng dẫn là mình nghe theo, nó nguy hiểm vô cùng. Mình ăn uống thì mình ăn ở cái nơi mà nó có nguồn gốc xuất xứ, chứ mình không có dám ăn những nơi mà bán vỉa hè không có nguồn gốc. Cũng vậy, việc hành thiền, sư là người chịu trách nhiệm, hòa thượng đã trao quyền cho sư để hướng dẫn quý vị trong khóa thiền này, và sư là người chịu trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp quý vị. Tất cả các thắc mắc trong quá trình hành thiền thì đều có thể đến để gặp sư trình bày và sư sẽ hướng dẫn. Quý vị có thể đến bàn ban tổ chức để đăng ký xếp hàng theo thứ tự, rồi ban tổ chức sẽ dẫn quý vị đến gặp sư. Tất cả các vấn đề sư đều sẽ trả lời. Đó là các vấn đề liên quan đến pháp hành, tức là phương pháp thực hành. Còn những vấn đề chung liên quan đến pháp học thì quý vị có thể ghi giấy đó, cái quyển sổ gửi cho quý vị đó, hoặc là đến bàn ban tổ chức xin cái mẫu, ghi lên trên cái mẫu đó. Rồi mỗi ngày sư sẽ có buổi vấn đáp trả lời các vấn đề của quý vị. Nhớ giùm sư. Và chúng ta, nếu như quý vị muốn chia sẻ bất kỳ tài liệu nào, vui lòng chia sẻ thông qua ban tổ chức, gửi đến ban tổ chức, thì ban tổ chức sau khi đưa qua cho sư xem, sư thấy ổn, sư duyệt, thì khi đó đó mới chia sẻ cho thiền sinh. Không nên tự ý chia sẻ bất kỳ tài liệu nào đến thiền sinh. Có hai điều lưu ý. Thứ nhất là tự ý hướng dẫn thiền cho người khác, và hai là tự ý phát tán truyền bá ấn phẩm không thông qua ý kiến của sư hoặc ban tổ chức thì sư sẽ mời đi về ngay lập tức, để cho những vị khác không bị ảnh hưởng. Bởi vì đã có trường hợp len lén phát tán hội thánh Đức Chúa Trời, có chết người không? Rồi nhiều người len lén phát khí công, phương pháp tập khí công. Mình nghĩ là mình tốt, nhưng cái đó là mình nghĩ chứ chưa chắc nó đã tốt. Thành ra đó, khi mà ban tổ chức mà phát hiện cái đó thì chắc buộc lòng phải kết thúc khóa thiền sớm với cá nhân những vị đó, để giữ gìn sự an toàn cho những người còn lại ha. Do cái môi trường của thiền viện khá lớn, cho nên chúng ta có thể gặp những người bên ngoài khóa thiền thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc. Bởi vì những người bên ngoài là những người không có thực hành thiền, mà khi mình tiếp xúc thì mình rất dễ bị dao động, bị ảnh hưởng. Thí dụ như bây giờ mình đang yên tĩnh, mình ngồi gần mấy người đó bắt đầu kể chuyện gia đình, kể chuyện xã hội, rồi kể chuyện này chuyện kia, sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng. Mỗi một ngày sau khi mà cái giờ mà ăn sáng xong thì chúng ta có cái thời gian là vệ sinh chú xứ, thì mỗi người một tay thôi, tại vì chúng ta rất là đông, đúng không?
hơn 200 người, rất đông, mỗi người một tay phụ giúp làm vệ sinh thiền đường, làm vệ sinh cốc liêu, làm vệ sinh toilet mà chúng ta vẫn dùng. Sư không kêu quý vị làm vệ sinh toilet giùm người khác đâu, mà mình chỉ cần mình ngồi cái toilet nào thì mình cầm cái chổi mình vệ sinh cái chỗ đó, mình vệ sinh cho mình và cho những người cùng sử dụng với mình. Mỗi người một tay thì việc nó rất là nhanh. Tự chúng ta phục vụ chúng ta và tự chúng ta phục vụ khóa thiền. Sư kêu gọi mỗi người hãy tự giác sau giờ ăn, và chúng ta hãy sinh hoạt một cách tế nhị, giữ gìn sự yên lặng cho khóa thiền. Trước cái giờ khai mạc thì chúng ta vẫn sinh hoạt như đời, vẫn nói chuyện, vẫn ồn ào, vẫn này nọ kia. Nhưng kể từ bây giờ trở đi, hãy bắt đầu một lối sống tế nhị. Mình làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể, hạn chế gây tiếng động, huống chi là nói chuyện ồn ào. Trong kinh Sa Môn Quả, khi mà vua A Xà Thế đi đến thăm Đức Thế Tôn thì do cái sự mà ngại ngùng, bởi vì trước đó vua A Xà Thế đã giết vua Bình Sa, cho nên là rất là áy náy cái chuyện là mình giết vua cha, là một cái người đệ tử thuần thành với Đức Thế Tôn, bây giờ mình tới gặp Thế Tôn thì rất là ngại. Thành ra là nhờ ông Chi Quá Cá, là ông thần y Chi Quá Cá đó, dắt đi. Khi ông thần y Chi Quá Cá dắt vua A Xà Thế đến ý kiến Đức Thế Tôn, ở trong kinh mô tả là vua A Xà Thế dịnh chặt tay thần y Chi Quá Cá, hỏi: sao yên tĩnh quá vậy, khanh muốn ám sát trẫm hay sao? Thì thần y Chi Quá Cá nói: vua A Xà Thế, bệ hạ bình tĩnh, không có vấn đề gì đâu. Nói để quý vị biết là nó yên tĩnh, giống như là người ta mai phục vậy đó, yên tĩnh dữ lắm. Thì vua A Xà Thế dịnh tay ông thần y Chi Quá Cá đi vào. Thì khi đi vào như vậy, gặp một cái tình cảnh mà vua A Xà Thế rụng rời. Đó là gì? Đức Thế Tôn ngồi ở giữa và hàng trăm hàng ngàn đệ tử ngồi xung quanh, không một tiếng động. Cả ngàn người như thế không một tiếng động, nó im ắng, cả khu rừng yên tĩnh. Xin nói ngay cả con chim nó cũng yên tĩnh, con nai hoặc là con thỏ nó cũng yên tĩnh, bởi vì nó không muốn quấy rầy cái không khí đó. Để cho quý vị thấy là một cái môi trường hành thiền mà tốt, nó cực kỳ yên tĩnh. Cho nên chúng ta hãy giữ gìn sự yên tĩnh. Thành ra các ngoại đạo khi mà đến thăm Đức Thế Tôn, truyền tai nhau hãy đi một cách nhẹ nhàng tế nhị, đừng gây tiếng ồn, bởi vì Đức Thế Tôn như một con sư tử yêu thích sự yên tĩnh. Hãy đi đến một cách nhẹ nhàng, dừng trước cửa, gõ vào cái khung cửa ba cái. Nếu như Đức Thế Tôn gặp mặt thì Ngài sẽ lên tiếng, còn không hãy đứng chờ. Nếu Ngài không gặp thì hãy lui ra. Tức là khi mà ngoại đạo đến cũng biết Đức Thế Tôn là một người ưa thích sự yên tĩnh. Quý vị đến đây là học theo cái hạnh của Đức Phật, thực hành theo phương pháp
thực hành của Đức Phật thì chúng ta cũng hãy là những người ưa thích sự yên tĩnh. Bởi vì trong tương ưng có những trường hợp những người cư sĩ gọi là Phật tử tại gia đến gặp Đức Thế Tôn mà họ ồn ào nói chuyện phiếm. Đức Thế Tôn bảo ngài Ananda hãy mời họ đi về. Đức Thế Tôn không tiếp. Ngài nói là cứ để cho họ vui chơi theo cách của họ đi. Cứ để họ tự hào theo cái cách của họ đi. Họ có là đại gia, họ giàu có, họ quyền lực như thế nào thì cứ để họ tự hào theo cách của họ đi. Như Lai không tiếp. Bởi vì họ không giữ gìn sự yên tĩnh. Cho nên từ khi chúng ta ở thiền đường, từ bây giờ trở đi, chúng ta về đến chỗ ở, về đến chỗ ngủ, tất cả sinh hoạt dù có mặc sư hay không có mặc sư, dù ở chung với hội chúng hay là ở một mình, thì hãy giữ gìn sự yên tĩnh cho chính mình. Đó là một trong những phương pháp chữa lành chính mình. Nhớ giùm sư cái này ha. Thành ra đó, đi đứng sinh hoạt hãy nhẹ nhàng. Rồi tất cả những cái tư trang á, tức là tiền bạc hoặc là vòng vàng, đồng hồ, dây chuyền, vân vân, những đồ vật quý báu, hãy gửi cho ban tổ chức. Chúng ta không có nên đeo, rồi lỡ có mất thì rất là phiền. Đó là chưa kể quý vị tham gia khóa thiền là chúng ta giữ gìn bát quan trai giới. Trong bát quan trai giới có một giới là không đeo trang sức, không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Tức là những vật trang sức đeo trên người chúng ta nên tháo ra và nên gửi cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ bảo quản và sẽ gửi lại quý vị sau khi kết thúc khóa thiền. Nhắc quý vị cái chuyện ăn, do chúng ta giữ gìn bát quan trai giới cho nên là chúng ta sẽ không có ăn chiều. Tuy nhiên sư và ban tổ chức sẽ cho quý vị ăn sáng và ăn trưa đầy đủ nhất có thể. Ai sợ đói thì trưa cứ ăn. Hồi trưa quý vị ăn rồi đó, đồ ăn thì rất là thoải mái. Nếu như mà quý vị ăn nó nhiều hơn thì sư sẽ đặt nhiều hơn. Chúng ta 200, hình như 220, 220. Mà nếu như quý vị có nhu cầu, sư sẵn sàng đặt 250 phần, không vấn đề gì hết. Cứ ăn, ăn để có cái sức khỏe. Và buổi chiều chúng ta sẽ không có ăn mà chúng ta sẽ uống nước. Thì ban tổ chức có chuẩn bị các cái gói bột ngũ cốc hoặc là sữa các loại, quý vị có thể uống. Nhưng mà mình tránh như vậy, tránh ăn quá no hoặc là uống quá no. Bởi vì quá no thì nó sẽ sanh ra buồn ngủ. Và đừng có sợ thiếu chất, bởi vì mình ăn như vậy là nó đã rất đầy đủ rồi. Hơn nữa 10 ngày nó không là cái gì đâu. Nhiều khóa tu á, sư xin thưa là cho quý vị ăn gọi là ăn rất là kham nhẫn, là những cái món ăn kham nhẫn. Nhưng mà sư thì sư chủ trương là cho quý vị ăn ngon nhất, tốt nhất có thể. Đương nhiên là một cái bữa ăn trị giá cả 100.000 thì sư không có đủ, không có đủ kinh phí. Nói nhỏ nhau nghe là khóa này không có đại thí chủ, cho nên là mình gói ghém, nhưng mà sư vẫn cho quý vị ăn ngon nhất có thể.
để cho chúng ta được thoải mái, để chúng ta có thể hành thiền. Đừng có lo cái chuyện ăn uống và đừng có sợ đói. 10 ngày này buổi chiều không ăn, nếu như mà mình đói thì mình ráng kham nhẫn vượt qua, chiến thắng chính mình. Đói nữa thì ra bằng nước pha bột ngũ cốc đó, pha uống vô. Rồi cái chuyện mà uống thì cần thiết cứ đem theo chai nước kế bên. Quý vị hành thiền thì cứ uống nước. Tránh cái chuyện là mình hành thiền mình không dám uống nước. Sư gặp nhiều vị đi khóa thiền 10 ngày không thấy gì đâu, nhưng mà ở chừng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm toàn bị sỏi thận hết. Tại sao? Không dám uống nước. Mà không uống nước đầy đủ là nó đủ thứ bệnh ở trong người. Uống nước, nhưng uống trong chánh niệm. Mình uống thì mình biết là mình uống ha. Uống một cách nhẹ nhàng, vẫn uống nước bình thường. Mà có uống nước thì có đi tiểu. Nhiều người thì họ lại sợ cái chuyện đi tiểu, cho nên họ hành thiền họ không dám đi tiểu. Đó, tham dự một khóa 3 tháng, 6 tháng về sỏi thận hết, thậm chí suy thận. Tại vì cái tật ngồi thiền không dám đi tiểu. Sư thì sư cho phép và khuyến khích, cần đi vệ sinh thì cứ đi vệ sinh, không ai cấm. Chỉ với điều kiện là chúng ta giữ gìn chánh niệm từ khi chúng ta đứng dậy cho đến khi đi đến nhà vệ sinh. Đi vệ sinh trong chánh niệm, sau đó đứng dậy đi về, không vấn đề gì hết. Nhớ, hành thiền không cấm quý vị uống nước, không cấm quý vị đi vệ sinh, mà chỉ yêu cầu chúng ta làm tất cả việc đó trong chánh niệm. Nói tiếp về cái vấn đề trình pháp. Trình pháp là cái gì? Nhiều thiền sinh mới nghe trình pháp chắc lên ông sư Hạnh Tuệ ổng khảo, hoặc là mình không có cái gì hết mình lên chi. Thì xin thưa, trong 10 ngày này sư sâu sát hướng dẫn từng người, gọi là nắm tay để mà đi. Đương nhiên chỉ là cái hình tượng nha, chứ phụ nữ sư đâu có dám nắm tay, chỉ là một cái sự hình dung thôi. Sư sâu sát để theo dõi, để đảm bảo là quý vị thực hành một cách đúng đắn và thậm chí có sự tiến bộ. Cho nên cứ mạnh dạn đến trình pháp. Trình là trình cái gì? Tức là ngày hôm nay mình thực hành như thế nào, nói để sư nghe, sư biết là mình thực hành có đúng hay là không. Sự có mặt của một vị thầy hướng dẫn thiền nhằm để chỉ cho quý vị thực hành sai, trong khi chúng ta đang tự tin nhất. Tức là có những người họ nghĩ là họ thực hành đúng, mình tin là mình thực hành đúng nha. Nhưng mà trách nhiệm của sư là xem trong cái cách quý vị thực hành đó có ổn hay không. Nếu sai là các sư chỉnh ngay, chứ không có để là quý vị bị ảo tưởng rồi tới hồi về mình chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà rốt cuộc mình không có chứng cái gì hết trơn á. Cho nên là mình thực hành như thế nào, thậm chí ngày hôm nay con buồn ngủ, ngày hôm nay con nhớ tới bà vợ ở nhà, ngày hôm nay con nhớ tới ông chồng ở nhà, ngày hôm nay con nhớ cái đứa con ở nhà, thì cứ lên trình bày với sư, không vấn đề gì hết. Sư ở đây là để giúp quý vị. Các bạn trong ban tổ chức có mặt ở đây là để giúp quý vị, không có gì phải ngại. Đến gặp sư.
giống như đến gặp bác sĩ vậy đó. Có bao nhiêu bệnh, các vấn đề gì thì cứ trình bày. Riêng những bạn thiền sinh cũ thì các bạn có thể trình pháp riêng với sư, bắt đầu từ 6 giờ rưỡi tối ngày hôm nay cho tới 9 giờ đăng ký với bên hộ các bạn hộ thiền ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ trình pháp mỗi ngày từ 8 giờ tới 9 giờ sáng. Còn buổi chiều là từ 3 giờ tới 5 giờ. Còn cái giờ mà vấn đáp chung là từ 2 giờ tới 3 giờ. Và nhớ, dù mình là thiền sinh mới hay cũ thì cũng nên đi trình pháp, để sư biết là quý vị thực hành như thế nào, có đúng hay là không ha. Sư có mặt ở đây, sư nhắc lại một lần nữa là để giúp cho quý vị. Và khi mà quý vị ngồi thiền á, và đi thiền thì có chia ra khu vực dành cho nam và nữ. Thì nhớ là khu vực nào của bên nam thì bên nữ không có đi vào, và ngược lại, khu vực nào bên nữ thì bên nam không có đi vào. Chúng ta có hai cái bàn nước cho nam riêng và cho nữ riêng. Chúng ta thuộc phái nào thì cứ đi theo cái phái đó. Còn những bạn LGBT thì theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Tức là ban tổ chức đã sắp cho quý vị đi lấy nước hoặc là ở bên khu nữ rồi, thì mình cứ ở bên khu nữ. Ở bên khu nam thì mình cứ ở bên khu nam ha. Những cái cô chú mà lớn tuổi cần ghế ngồi ấy, thì liên hệ với ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ sắp xếp ghế cho quý vị ngồi. Tất cả các vấn đề cần thiết thì cứ gặp ban tổ chức. Và tiếp theo là nhớ, khi mình ngồi ấy, mình có mỏi chân, có đau chân, tránh cái chuyện là mình duỗi chân về phía tượng Phật, bởi vì nó không có tỏ lòng tôn kính. Mình có thể đưa chân xéo ra hướng khác, tránh chuyện là mình đưa chân thẳng về phía tượng Phật, nó không có nên. Và hiện tại là đã sắp xếp đầy đủ cốc liêu cho quý vị. Cho nên là chúng ta có nghỉ ngơi thì chúng ta nghỉ ngơi ở tại cốc liêu, chứ chúng ta không có ngủ lại ở thiền đường. Còn nếu như có cái trường hợp đặc biệt nào phát sinh cái gì thì sư sẽ thông báo lại sau. Về cái tiếng chuông mà tập hợp á, thì quý vị sẽ nghe cái tiếng đánh kẽn ha. Khi mình nghe tiếng kẽn á, thì mình sẽ tập hợp tùy theo cái thời khóa. Ví dụ như cái tiếng kẽn vào giờ trưa thì mình sẽ tập trung vào cái chỗ xếp hàng để ăn trưa. Rồi theo cái sự phân phối của sư khoa. Còn các cái thời chuông khác thì tập hợp ở trong thiền đường. Và trong suốt quá trình chúng ta thực hành á, thì như sư nói là chúng ta vượt qua chính mình. Tuy nhiên thì sẽ có những lúc mà chúng ta dễ vui, mình kém tinh tấn, thì sẽ có những bạn hộ thiền nhắc nhở. Thì nhớ, các bạn đó có mặt là để giúp đỡ mình, cho nên đừng có giận nghe. Chứ nhiều khi á, mình ngồi mình tám chuyện, nói chuyện rơm rã, và các bạn ban tổ chức đưa cái bảng xin giữ im lặng, mình nhìn, nhìn rồi mình vẫn nói chuyện tiếp. Tức là mình thua chính mình, không chiến thắng được chính mình, mà thậm chí nhiều bạn là còn cự nữ với ban tổ chức nữa. Thì cái đó là không có nên. Mình phải thông cảm, yêu thương lẫn nhau. Nhất là buổi sáng
dậy lúc 3 giờ rưỡi thì nhiều vị sẽ rất là khó chịu. Các bạn ban tổ chức kêu thì ráng ráng dậy, đừng có cằn nhằn, đừng có cự nữ với ban tổ chức nghe. Tại vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói đâu là sự khác biệt giữa người ngu và kẻ trí. Thì cái người ngu là những người không chấp nhận chỉ lỗi. Nếu như có ai chỉ lỗi thì họ sẽ sanh lòng hiềm hận và họ sẽ không muốn sửa lỗi. Chỉ có người trí thì họ mong muốn được chỉ lỗi, và khi chỉ lỗi họ sanh lòng hoan hỷ và họ chấp nhận sửa chữa. Cho nên chúng ta ở đây hãy cố gắng thực hành để trở thành người trí. Các bạn trong ban hộ thiền sẽ nhắc nhở khoảng tối đa là 3 lần. Nếu mà nhắc 3 lần rồi mà mình vẫn không thay đổi thì các bạn trong ban tổ chức sẽ mời đến gặp sư. Không phải là sư có mặt ở đây để trừng phạt cái gì đâu, đừng có hiểu nhầm ha. Sư là người hướng dẫn, chứ sư không phải là ông thầy giám thị. Sư là người hướng dẫn. Sư sẽ gặp, sư hỏi sao mà mình không khắc phục được, có vấn đề gì hay không. Sư sẽ tìm hiểu xem lý do cái vấn đề mà mình gặp phải là như thế nào, tại sao mình không khắc phục được. Sư sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ quý vị. Còn khi mà chúng ta ngay cả sư hướng dẫn mà quý vị cũng không thay đổi được thì lúc đó buộc lòng chúng ta phải kết thúc khóa thiền sớm. Để chi? Để không ảnh hưởng người khác. Và buổi sáng sư biết là nhiều người thức dậy sớm rất là khó, cho nên là sư sẽ cho quý vị du di 3 buổi. Chúng ta 10 buổi sáng, 10 ngày ha, mà chúng ta có 3 buổi, tức là 3 buổi đó, 3 ngày hôm đó chúng ta mệt quá, dậy sớm không nổi, thì có thể ban tổ chức sẽ du di cho mình 3 buổi để cho mình hồi phục lại cái sức khỏe để mình tiếp tục mình tu tập. Nhưng mà nhớ 3 buổi thôi nha. Và hãy dành cho những ngày cuối, bởi vì những ngày đầu á, tránh đừng có để nó bị cái cơn lười á, nó đánh lừa. Mấy ngày đầu chúng ta dễ bị cái lười nó đánh lừa lắm. Hãy nỗ lực vượt qua. Và mặc dù á, cái khóa thiền là khóa thiền chủ đề là vượt qua lo âu và trầm cảm, tuy nhiên sư sẽ không nhận những vị bị tâm thần. Có nghĩa là sao? Những vị mà không còn khả năng tự chủ thì sư không nhận được, đúng không? Mình không còn tự chủ được thì sư làm sao sư nhận được? Rồi mình không còn khả năng giao tiếp bình thường thì sư cũng sẽ không nhận được. Sư từng gặp những vị mà bị nặng đến mức là giống như là bị á khẩu, nói không được, không giao tiếp được, không nói được, không nghe được, chỉ đi được thôi, thì sư không hướng dẫn được nha. Tại vì nó quá trầm trọng rồi. Rồi những vị là không thể nghe hiểu như người bình thường, tức là sư hướng dẫn mà nghe nó chất quớt, không thể hiểu được như người bình thường. Có nhiều trường hợp lạ lắm. Thì những trường hợp như vậy sư cũng không nhận được. Rồi có những trường hợp mình bị ảo giác mà nặng,
mà không cải thiện được thì sư cũng không thể tiếp tục hướng dẫn được. Sư phải nói trước, để vì, bởi vì có những trường hợp mà họ đã có vấn đề về cái mặt thần kinh rồi thì sư không hướng dẫn được. Tuy nhiên trầm cảm mà nhẹ hoặc trong cái mức độ là còn có thể cải thiện được thì không sao. Bởi vì có những vị bị căng thẳng, lo âu, trầm cảm tìm đến đây là mình đã rất tốt rồi. Mình tìm đến một nơi để chấp nhận sự hướng dẫn để mình cải thiện tình hình của mình, nó đã rất tốt rồi. Tuy nhiên thì sư phải nói trước là có những trường hợp là sư không nhận được. Đó là sư xong về phần nội quy. Bây giờ thì đến phần hướng dẫn thiền. Khi thiền á, thì chúng ta có hai cái tư thế chính, đó chính là khi ngồi và khi đi. Quý vị lưu ý giùm sư, khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta có ba tư thế ngồi, là ngồi kiết già, ngồi bán già và ngồi chân trong chân ngoài. Ngồi kiết già là ngồi để hai chân, hai lòng bàn chân á, gác lên nhau. Ngồi bán già là một chân trên, một chân dưới. Còn ngồi chân trong, chân ngoài là ngồi theo kiểu miếng điện á, là ngồi một chân để ở bên trong, một chân để ở bên ngoài. Thì cũng là ngồi khoanh chân, nhưng mà một chân trong, một chân ngoài. Ba tư thế đó đều được, không vấn đề gì. Quý vị ngồi được tư thế nào thì cứ ngồi tư thế đó, không sao hết. Tuy nhiên ở trong tạng luật của Tỳ Kheo Ni ấy, thì có một điều như thế này, là Đức Thế Tôn cấm các vị Tỳ Kheo Ni ngồi kiết già. Do khi các vị Tỳ Kheo Ni ngồi kiết già đó, cái dục nó sanh khởi do sự xúc chạm. Có thể đó là cái cấu tạo đặc biệt của cơ thể người phụ nữ. Chính vì lẽ đó Đức Thế Tôn cấm vị Tỳ Kheo Ni ngồi kiết già. Vị nào nếu như bệnh không ngồi kiết già thì không thoải mái thì được ngồi bán già. Tức là ngay cả một vị Tỳ Kheo Ni mà bệnh á, Thế Tôn cũng không cho ngồi kiết già. Cái bệnh này nó đặc biệt lắm. Ví dụ như Thế Tôn không cho ăn chiều, nhưng bệnh là được ăn chiều. Tức là cái bệnh á, gần như là một cái thẻ bài gọi là miễn tử vậy đó. Nhiều cái giới mà chỉ cần mình bệnh là mình không cần giữ. Nhưng mà ngay cả như thế, một vị Tỳ Kheo Ni bệnh thì vẫn không được ngồi kiết già mà có thể ngồi bán già. Thì đó là trường hợp của Tỳ Kheo Ni. Sư thì sư thấy là Tỳ Kheo Ni cũng là phụ nữ, mà quý phụ nữ thì cũng như vậy thôi, thì không có lý do gì mà nó khác nhau. Tức là Tỳ Kheo Ni ngồi kiết già không được thì chắc tôi ngồi kiết già thì không vấn đề gì, thì sư không chắc ạ. Cho nên sư có lời khuyên, và lời khuyên này là dựa theo luật của Tỳ Kheo Ni. Do các vấn đề mà các vị ấy gặp phải cho nên sư khuyên là phụ nữ thì không nên ngồi kiết già, có thể ngồi bán già hoặc chân trong chân ngoài, để nó hạn chế cái dục nó có khả năng sanh khởi khi chúng ta ngồi kiết già. Khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta giữ gìn lưng thẳng, tránh cái trường hợp là mình chùng cái lưng mình xuống, ngồi riết nó quen. Nó sẽ khiến cho cái việc là nếu như chúng ta ngồi thiền lâu, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng. Cho nên ngồi được lưng thẳng thì tốt, nhưng không có ưỡn ngực.
và cũng không cần thiết phải ráng giữ cái thân mình trong suốt thời thiền. Khi chúng ta hành thiền là chúng ta điều cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình, chứ chúng ta không ngồi thiền để cho đẹp, mà chúng ta cứ phải lo à, mình ngồi nó có bị nghiêng hay không, mình ngồi có bị chúi hay không, mình ngồi có bị cong lưng hay không. Không có. Cho nên Phật giáo nguyên thủy không có những vị đi giám thiền để mà đo coi là mình ngồi có thẳng hay không. Không có. Quý vị có đi qua xứ quốc giáo như là Miến Điện, Thái Lan thì cũng không có ai giám thiền vậy hết trơn. Ngồi thiền là chúng ta tập trung cái tâm của mình, theo dõi tâm, giữ lưng thẳng thì tốt, nhưng đó không phải là cái mà chúng ta cứ phải nặng lòng. Rồi tư thế của đầu thì chúng ta đương nhiên để cái đầu ở cái tư thế nó thoải mái, và cái vai cũng vậy, để cái vai nó thoải mái. Quý vị hãy để ý lại cái vai của mình. Nhiều khi mình đang căng mà mình không biết, thả lỏng vai xuống. Nhiều khi mình ngồi mình quen căng vai, mình không biết, để ý cái vai, thả lỏng vai xuống. Tại sao nhiều người bị cái cổ vai gáy là vậy? Cái vai mình cứ căng, căng riết, thả lỏng vai xuống. Cơ mặt cũng vậy, cứ thả lỏng xuống. Mình không cần mà mình phải căng, căng thẳng chi. Thả lỏng cơ mặt xuống, thả lỏng vai. Mắt có thể mở mắt, cũng có thể nhắm mắt, không sao hết. Không ai bắt chúng ta phải mở mắt, và cũng không ai bắt chúng ta phải nhắm mắt. Nó tùy thuộc vào chính chúng ta. Nếu như chúng ta bị hôn trầm, tức là bị buồn ngủ, thì nên mở mắt. Thậm chí là mở trợn con mắt cũng được, để tránh buồn ngủ. Rồi khi mà chúng ta buồn ngủ thì hãy nhìn đến cái nơi mà có ánh sáng. Cho nên là thiền đường, mặc dù rất nhiều vị đề nghị sư là ngồi thiền tắt đèn, sư nói không. Bởi vì nếu như quý vị muốn có cái bóng tối thì quý vị có thể nhắm mắt. Nhưng dành cho những ai buồn ngủ thì mình mở mắt. Tắt đèn chỉ để ngủ không ai biết thôi. Cho nên là hành thiền là phải mở đèn. Rồi cái tư thế tay, quý vị để ở tư thế nào mà mình thoải mái nhất có thể. Tại vì cái tay mình để lâu á, là nó sẽ mỏi và nó sẽ đè lên trên các cái cơ khác. Cho nên mình để cái tay ở cái tư thế thoải mái nhất có thể, không cần phải bắt ấn. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài không bao giờ bắt ấn, và Ngài cũng không bao giờ dạy đệ tử của Ngài bắt ấn. Cho nên hành thiền, ngồi thiền, tay không bắt ấn. Cái chuyện bắt ấn là việc thực hành của các cái thầy Bà La Môn. Chúng ta thực hành theo Phật thì chúng ta không cần bắt ấn. Cứ để tay ở cái tư thế thoải mái nhất có thể. Đó là khi ngồi thiền. Khi quý vị đi thiền thì chúng ta hãy đi bình thường. Tức là thứ nhất, không đi nối đuôi. Nhớ nha, không đi nối đuôi. Bởi vì mỗi người có tốc độ khác nhau, có người bước nhanh, có người bước chậm. Không đi nối đuôi. Cái thiền viện Phước Sơn chúng ta rất là rộng, cho nên là chúng ta có thể đi rất thoải mái, không cần phải đi nối đuôi nhau. Và không cần phải diễn cho người khác coi.
cái thói quen của mình á, mình đi nhanh thì cứ đi nhanh, thói quen của mình là đi chậm thì cứ đi chậm. Đừng có thấy mọi người đều đi chậm mà tôi đi nhanh ngó nó không đẹp, thôi tôi ráng tôi đi chậm cho giống với thiên hạ. Sai. Cái tướng đi nó thể hiện cái tính cách của mình, thể hiện cái căn tánh của mình. Người tham đi khác, người sân nhiều đi khác, người si nhiều đi khác. Thành ra đừng cố gắng. Sư sẽ cho các bạn trong ban tổ chức theo dõi cái tướng đi của quý vị và báo cho biết cái tướng đi là một trong những yếu tố quyết định sư sẽ hướng dẫn cá nhân vị đó như thế nào để giải quyết vấn đề cá nhân của người đó. Thành ra mình hãy đi một cách chân thật, hãy thực hành thiền một cách chân thật. Còn quý vị cố mà mình gọi là mình đổi tướng là mình đi sai, sư hướng dẫn sai đáng chịu. Giống như đau bụng thì phải ôm bụng, chứ đau bụng mà ôm đầu, bác sĩ ngó ôm đầu, bác sĩ cho thuốc đau đầu ráng chịu nha. Đau bụng là phải ôm bụng, đau đầu là phải ôm đầu. Đó. Đi như thế nào thì cứ đi như thế đó giùm sư. Ngoài cái chuyện ngồi và chuyện đi thì chúng ta còn có thể đứng thiền và nằm thiền. Nhưng mà trừ khi chúng ta đi về đi ngủ thì chúng ta mới nằm. Còn thời gian còn lại thì sư không khuyến khích việc quý vị nằm. Và bây giờ sư nói đến chuyện là ngồi bao nhiêu là vừa và đi thiền bao nhiêu là vừa. Khi chúng ta ngồi thiền nó sẽ có cơn đau xuất hiện, hãy kham nhẫn với nó và tiếp tục thực hành thiền. Khi nào á mà đau quá chịu không nổi nữa, cái đau đó nó làm ảnh hưởng đến việc hành thiền, chúng ta không còn khả năng tập trung vào đối tượng thiền được nữa mà mình bị chi phối bởi cơn đau, giống như là cái thời thiền của mình là cái thời đấu tranh với cơn đau, thì hãy đứng dậy đi thiền hoặc hãy đổi tư thế. Ví dụ như xoa chân rồi thay đổi cái tư thế ngồi trong chánh niệm. Còn khi mà đã đổi tư thế mà không được nữa thì cứ đứng dậy đi thiền. Nhớ, chỉ đứng dậy đi thiền khi mình không ngồi được nữa. Và khi đi thiền như vậy đó, nhớ cái thứ hai giùm sư là phải đi cho tới khi nào đi không được nữa thì mới được ngồi thiền. Tức là chúng ta đi cho tới lúc mà chân nó đau, đầu gối nó đau, lưng nó đau, đi không nổi nữa, đi mà chỉ có lết chân đi không thôi, thì mới được ngồi thiền. Nhớ giùm sư kỹ, ngồi cho tới khi nào ngồi không được nữa thì mới được đi thiền. Và đi cho tới khi nào đi không được nữa thì mới được ngồi thiền. Hãy thực hành theo như vậy. Tránh thái độ là ngồi hơi mỗi chân một tí xíu là đứng dậy đi. Đi một hồi nó thẳng chân rồi là mình tiếp tục mình ngồi, nó sẽ không hiệu quả. Nó sẽ làm cho tâm của mình bị dao động. Nghe theo sự hướng dẫn của sư. Ngoài ra trong tất cả các cái oai nghi, chúng ta đều luôn luôn giữ gìn chánh niệm trên đề mục thiền của mình. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy không có khái niệm xả thiền.
Ngay cả khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nếm, tiêu, tiểu, đều giữ gìn chánh niệm, không có xả thiền. Cái gọi là xả thiền là khi chúng ta thất niệm, chúng ta tự cho phép mình rong chơi trong những suy nghĩ thế gian, cho nên chúng ta mới có cái gọi là xả thiền. Còn khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta không có xả thiền. Cho nên nhiều người có thể nói đây là khóa thiền tích cực. Sư thì sư không dùng thiền tích cực, bởi vì thực hành thiền mặc nhiên là mình phải tích cực. Chứ đâu có khóa thiền tích cực không, để giờ có khóa thiền chơi cho vui vậy, đúng không? Cho nên khi hành thiền là chúng ta cần phải nghiêm túc, nghiêm túc với nó. Đó. Ra ngoài rót nước uống cũng rót trong chánh niệm, rửa tay cũng rửa tay trong chánh niệm, lấy khay ăn cũng ăn trong chánh niệm, đi rửa khay cũng rửa trong chánh niệm, thậm chí đi toilet cũng đi trong chánh niệm. Nhớ giùm sư cái này. Bây giờ cái quan trọng nhất chính là đề mục thiền. Chúng ta thực hành thiền là chúng ta phải có đối tượng, chứ không phải là mình thực hành thiền của những kẻ điên, tức là cứ để cái đầu nó trống rỗng, không có đối tượng gì hết, thì đó là cách thực hành của kẻ thiếu trí. Cách thực hành đúng đắn là chúng ta phải có cái đối tượng để hành thiền. Và cái đối tượng mà sư hướng dẫn quý vị trong ngày hôm nay là để chúng ta chuẩn bị tâm của mình cho việc thực hành tứ niệm xứ. Đối tượng đó là gì? Khi quý vị ngồi tập trung một chữ thôi, buông, 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 một chữ buông. Chúng ta đi đến chùa, hãy buông bỏ, hãy để lại những gánh nặng, hãy để xuống. Gánh nặng trên vai hãy đặt xuống, đừng đeo mang nó nữa. Đi vào trong cổng chùa rồi, đi vào trong thiền đường rồi, hãy buông gánh nặng xuống. Chúng ta đã sống một thời gian rất dài cho người khác. Chúng ta sống cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho chồng, cho con, cho cháu. Chúng ta sống vì công việc, chúng ta sống vì trách nhiệm, chúng ta sống vì rất nhiều thứ. Thì khi đến chùa, hãy sống vì mình, buông xuống tất cả mọi trách nhiệm. Sư không kêu quý vị bỏ luôn, nhưng ít nhất trong 10 ngày này hãy sống vì mình, hãy buông xuống, buông xuống. Nó giống như chúng ta làm quần quật, chúng ta đi làm hết công việc nọ đến công việc kia, một ngày nào đó chúng ta đổ bệnh, chúng ta nhập viện, thì có phải là dù mình là một người cha, dù mình là một người vợ, dù mình là một người mẹ, thì mình cũng phải bỏ hết công việc nhà, bỏ hết công việc công ty, công việc làm, bỏ hết bạn bè, bỏ hết các mối quan hệ, bỏ hết. Tôi không thể nào nói bây giờ tôi đau ruột thừa, tôi đi mổ ruột thừa là chuyện của tôi, nhưng mà tôi phải về nhà tôi lau nhà thì chuyện nó không có. Hoặc là tôi bị đau tim, tôi chuẩn bị mổ tim rồi nhưng mà tôi phải đi họp với sếp là chuyện đó không có, đúng không?
đã bệnh nhập viện, gọi là vô cái phòng ICU, là phòng hồi sức tích cực, là tất cả mọi thứ dù muốn dù không cũng phải buông. Quý vị vào đây cũng thế, mình đã bỏ công thu xếp hết công việc rồi nha, thì vào đây sư chỉ yêu cầu quý vị một chuyện thôi, là buông toàn bộ những trách nhiệm, hãy để qua một bên. Toàn bộ những lo lắng hãy để qua một bên. Toàn bộ những mong cầu hãy bỏ qua một bên. Chỉ nhớ giùm sư một chữ thôi: buông. Và hãy thật sự làm như thế. Khi thở ra, buông. 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 Hãy thật sự buông hết. Hãy buông tất cả mọi thứ. Đây là yêu cầu của sư trong ngày hôm nay. Hãy buông hết tất cả mọi thứ. Hình ảnh gia đình xuất hiện, hãy buông. Công việc, buông. Người yêu, buông. Học hành, buông. Tất cả những hình ảnh, tất cả những âm thanh, tất cả những suy nghĩ, buông. Dù cho quý vị có nghe ai đó nói bên cái lỗ tai của mình á, buông. Một người nào đó mà có nói: ta là chư thiên đây, nghe ngươi đến thiền viện Phước Sơn hành thiền, ta rất hoan hỷ, bây giờ hãy lắng nghe diệu pháp. Buông. Buông giùm sư. Sư chỉ yêu cầu một chuyện: buông. Có nghe ai đó xưng là chư thiên cũng buông. Ai nghe ai đó xưng là ông cố nội của mình cũng buông. Nghe. Có là ai đi nữa cũng buông. Buông giùm sư. Cho nên trong ngày hôm nay, quý vị chỉ thực hành một việc thôi, đó là buông. Khi đang ngồi như vậy, niệm một chữ thôi: buông. Và hãy thực sự buông tất cả mọi thứ xuống. Bỏ hết gánh nặng xuống, bỏ hết suy tư xuống, bỏ hết tất cả những hình ảnh, âm thanh, tất cả suy nghĩ, buông. Chỉ một chữ trong đầu quý vị thôi, đó là chữ buông. Có đang đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nhai, nếm, tiêu, tiểu, đều an trú trong chữ buông. Hãy thực hành, quý vị sẽ thấy cái đầu của mình nó trở nên nhẹ dữ lắm. Xưa giờ mình nặng đầu, bây giờ thì nó nhẹ dữ lắm. Bởi vì chỉ còn một chữ buông đó. Không có cái gì nhẹ như là cái buông hết trơn. Buông là nhẹ nhất. Không buông là cái gì cũng nặng, mà buông là nhẹ nhất. Và thậm chí nhiều người khi thực hành như vậy đã được ngủ ngon trong suốt rất nhiều năm, một thời gian rất dài mất ngủ. Hôm nay chỉ cần buông một cái là ngủ khỏe. Thành ra phương pháp thiền đầu tiên mà sư hướng dẫn quý vị đó chính là buông. Rồi sau đó quý vị về, quý vị có gom lại những gánh nặng đó, quý vị vác lên vai là sư mặc kệ. Nhưng ngay tại đây và bây giờ chỉ yêu cầu quý vị buông. Thế thôi. Và bây giờ quý vị hãy thực hành. Quý vị có thể ngồi thiền. Với những ai ngồi nó đã đau chân rồi thì quý vị có thể đi thiền. Nhưng nhớ hãy cử động trong yên lặng.
hãy cử động trong yên lặng. Và chúng ta tiếp tục thực hành cho đến 7 giờ thì Hòa Thượng Viện Chủ Ngài Bửu Chánh sẽ đến chia sẻ với chúng ta trong thời khóa khai mạc. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham áo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.